Sau đây là kết quả xổ số thành phố Hồ Chí Minh thứ hai ngày 30 tháng 1 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 09. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 822. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2366, 1297, 0653. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 3440. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 92806, 59263, 50723, 46785, 02895, 86940, 43219. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 82340, 72769. Giải 2 trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 06994. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 86395. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 77132. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 77132.